Thật tuyệt vời khi được ở đây, dưới chân ngọn núi này. Nhiều thập kỷ của cuộc đời tôi, nửa đầu đời tôi đã đi tìm chúng. Bởi vì tôi đã phải trút đi gánh nặng của mình. Bây giờ tôi hầu như có thể không cần ở đây, ở một mức độ, theo một cách nào đó. Quá trình tâm linh có nghĩa là trở nên giống như một ngọn núi, ổn định, tĩnh lặng. Bởi vì chỉ khi người nào đó có một nền tảng thật vững chắc thì họ mới có thể làm được nhiều việc. Sự hứng khởi về cuộc sống chỉ có thể đạt được nếu có sự ổn định tuyệt đối. Nếu không thì sự hồ hởi sẽ dẫn đến điên loạn. Đúng vậy. Đó là lý do tại sao nhiều người mà có hơi chút sáng tạo, hơi năng động hay hồ hởi, rốt cuộc lại trở nên kỳ dị và gần như điên rồ. Bởi vì không có sự ổn định, bạn không thể nhảy múa được. Đây là lý do tại sao Shiva vẫn tĩnh lặng, đồng thời Shiva cũng có nghĩa là nhảy múa. Hoặc bạn nhìn thấy Ngài ngồi hoàn toàn bất động, hoặc bạn nhìn thấy Ngài trong một điệu nhảy bùng nổ. Bởi vì sự bùng nổ chỉ có thể xảy ra khi có một nền tảng ổn định. Một sự bùng nổ mà không gây phá hoại chỉ có thể diễn ra khi có sự ổn định. Và sự ổn định. Con người cố gắng trở nên ổn định bằng cách kiểm soát và cắt xén đi cuộc sống của mình. Đây là cách người bà của bạn sẽ dạy cho bạn để trở nên ổn định. Hãy kiểm soát bản thân thì bạn sẽ ổn định. Vâng, nếu bạn chết đi, bạn sẽ rất ổn định. Tôi xin thề với bạn về điều đó. Vì vậy, thông thường, những người nói về sự ổn định đều sống một đời bị táo bón, bó hẹp. Bạn biết sự táo bón, bó hẹp là gì không? Điều đó có nghĩa là nó xảy ra từng chút một. Niềm vui, tình yêu, sự ngây ngất của họ diễn ra từng chút một, chỗ này một chút, chỗ kia một chút, đó chính là sự táo bón. Vì vậy, sự ổn định không phải vì bạn đã cắt giảm cuộc sống của mình, hoặc cắt xén nó xuống mức tối thiểu thì bạn sẽ ổn định. Điều đó không có ý nghĩa gì. Sự ổn định bởi vì bạn nhìn thấy mọi thứ hoàn toàn rõ ràng. Đó là lý do tại sao khi chúng ta nói Adiyogi, chúng ta đang nói về sự ổn định, đồng thời Ngài cũng là một điệu nhảy sống động. Điều này chỉ có thể thực hiện được vì Ngài có nhiều hơn hai mắt. Không nhất thiết phải là ba, nhiều hơn hai. Điều đó có nghĩa là Ngài nhìn thấy nhiều hơn những gì mà hầu hết mọi người từng thấy. Bởi vì Ngài nhìn thấy rất nhiều thứ hơn, nên có thể ổn định. Nếu bạn chỉ nhìn thấy một phần của nó, bạn không thể ổn định được. Vì vậy, toàn bộ nỗ lực là để nhìn rõ hơn. Darshan. Nhìn là bạn biết rằng, toàn bộ nền văn hóa luôn nói về điều đó. Bạn đi vào một ngôi đền không phải để cầu xin. Nhưng đối với Darshan là để nhìn, để thấy rõ hơn. Về cơ bản, tại sao con người không thể nhìn thấy những gì tồn tại trong cuộc sống? Đơn giản là vì sự đồng nhất với rất nhiều thứ. Bắt đầu với cơ thể. Sự đồng nhất đã đi vào rất nhiều thứ.
khoảnh khắc bạn đồng nhất với điều gì đó, toàn bộ tâm trí của bạn hiểu rằng nó cần được bảo vệ và nó chỉ hoạt động vì điều đó. Vậy làm sao tôi có thể phá bỏ bản sắc dân tộc, bản sắc tôn giáo, bản sắc chủng tộc của mình? Bạn không cần phải suy luận như vậy. Nếu bạn phá bỏ đi sự đồng nhất của mình với chính cơ thể của bạn, nó sẽ biến mất. Mọi thứ đều biến mất bởi vì mọi thứ đều bắt nguồn từ đó. Mọi thứ chỉ là sự khuếch đại của sự đồng nhất của bạn với những ranh giới có tính giới hạn của chính cơ thể bạn. Khoảnh khắc bạn bị đồng nhất với điều này, phần còn lại của sự đồng nhất chỉ là bội số. Và nó được nhân lên khá nhanh. Bạn càng thành công với bất kỳ điều gì bạn đang làm, bạn sẽ nhân nó lên nhanh hơn nữa. Và bạn sẽ có thể nhìn thấy ngày càng ít hơn. Khi danh tính của bạn phát triển, bi kịch tâm lý càng tăng lên đỉnh điểm. Chúng sẽ không cho phép bạn nhìn thấy bất cứ điều gì. Những suy nghĩ và cảm xúc của chính bạn sẽ nhấn chìm bạn. Thật không may, thế giới cứ liên tục thúc giục mọi người tin rằng những gì đang xảy ra trong tâm trí bạn là rất quan trọng. Tôi đang cố gắng thuyết phục thế giới rằng những gì đang diễn ra trong tâm trí bạn chỉ là rác rưởi. Không, Sadhguru, tôi đang nghĩ về Chúa. Đó cũng là rác rưởi. Có lẽ là rác rưởi với đôi chút thánh thiện. Nhưng vẫn là rác rưởi. Vì trong tâm trí bạn, Chúa không thể đến, ác quỷ không thể đến, thiên thần không thể đến, chỉ có ý nghĩ xuất hiện mà thôi. Thật là ngu ngốc khi cho rằng ý nghĩ này là thiêng liêng, ý nghĩ khác là điều gì đó khác. Suy nghĩ có nghĩa là một cái gì đó không có thật vào lúc này. Suy nghĩ có nghĩa là rác cũ đang thối rữa trong tâm trí bạn. Bạn cần phải suy nghĩ để sinh tồn về điều này và điều kia. Nhưng bạn không cần phải suy nghĩ để khám phá điều gì đó mới mẻ. Bạn không cần phải suy nghĩ để trở nên giác ngộ bởi vì bạn sẽ nghĩ được gì? Bạn sẽ chỉ nghĩ về những dữ liệu quá khứ có trong đầu bạn, có thể theo nhiều cách khác nhau. Bao nhiêu cách diễn đạt mà rác rưởi của bạn tìm thấy đều không có giá trị đối với cuộc sống. Có lẽ về mặt xã hội có một số giá trị. Ở một số nơi khi tôi đi ra nước ngoài, mọi người đều nói ông ấy là một nhà lãnh đạo tư tưởng. Tôi liền nói, ồ, không hề có suy nghĩ nào trong đầu tôi. Nên việc nhìn rõ, nhìn thấy mọi thứ, rằng tầm nhìn của bạn không bị cản trở bởi chính bạn. Nếu một điều này xảy ra, thì bạn sẽ có sự ổn định. Sự hồ hởi, bạn không cần phải lo lắng vì đó vốn là bản chất của cuộc sống. Mọi thứ đều sôi nổi. Cần có sự ổn định để cho sự hồ hởi có thể diễn ra. Nếu không, bạn sẽ tiếp tục hạn chế sự hồ hởi của mình vì nó sẽ gây tổn thương cho bạn khi bạn bị mất cân bằng. Nếu bạn mất cân bằng và di chuyển với một tốc độ nhất định, bạn sẽ khiến chính mình bị thương. Cho dù bạn đang đi xe đạp hay bạn đang cưỡi cả vũ trụ, nếu bạn mất cân bằng và bạn đạt một tốc độ nào đó, bạn sẽ làm tổn thương chính mình rất nhiều. Vì vậy, sự cân bằng là rất quan trọng. Và sự cân bằng có được từ việc cắt giảm thì đó không phải là sự cân bằng. Đó là thứ bạn biết đến như là cái chết được đóng gói, đúng không? Bạn gói cái chết theo một cách nhất định và nó trông rất tử tế và trang nghiêm. Bởi vì người chết bao giờ cũng rất trang nghiêm. Bạn đã thấy điều này chưa? Họ chưa bao giờ làm điều gì không đứng đắn, phải không?
Vì vậy, về cơ bản, mọi thứ đều bắt nguồn từ sự rõ ràng của tầm nhìn. Và điều đó sẽ không đến trừ khi có một khoảng cách nào đó giữa cái gọi là tôi và cái gọi là cơ thể tôi. Nếu không có khoảng cách này, thì việc nhân lên về danh tính sẽ... đó sẽ là hệ quả tất yếu. Tầm nhìn. Nếu bạn chú ý đến những ngọn núi này, bạn sẽ trở nên điên cuồng mỗi ngày. Mặc dù tôi đã mang theo nó suốt cuộc đời mình, nhưng tôi vẫn phát điên khi nhìn thấy nó. Hoặc là bạn không nhìn nó, hoặc bạn đang nhìn mà không thấy nó. Một lần Sankalan Firai đến trung tâm Aisha Yoga và nói rằng anh ấy muốn có một căn phòng có tầm nhìn tuyệt đẹp. Thế là sau một hồi suy nghĩ, Lễ Tân đã xếp anh ta ở tòa Chitra. Sáng hôm sau, anh ta thức dậy và phàn nàn: "Tôi yêu cầu phòng có view đẹp, tại sao các bạn lại đặt tôi ở đây?" Họ cố gắng giải thích đây là căn phòng có tầm nhìn đẹp nhất. Anh ta nói: "Cảnh đẹp chết tiệt ở đâu khi ngọn núi đang chắn ngang thế này?" Ngọn núi không bao giờ cản đường bạn, chỉ là do bạn mà thôi. Tất cả những gì bạn cần làm là hãy nhìn xa hơn chính mình. Yoga là một bộ môn khoa học để hiểu được cơ chế của sự sống, một phương tiện để bạn kết nối với bản chất sâu nhất trong chính mình. Isha Yoga được thiết kế bởi Sadhguru đã giúp chuyển hóa hàng triệu người trên thế giới có một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và trọn vẹn. Visa, nơi lan tỏa Isha Yoga và là cầu nối đưa tri thức của Sadhguru đến với người Việt Nam, đồng thời cung cấp những vật phẩm được nhập trực tiếp từ trung tâm Isalife Ấn Độ. Website visa.vn, hotline 0936 234 036.